Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Auto 89. Và hôm nay mình sẽ lên cho anh em mấy bộ dàn anh em nhé. Hôm nay thì cơ bản là dàn thôi, đồ linh tinh hôm nay mình sẽ cho rất là ít anh em nhé, có 1-2 món đồ linh tinh thôi. Và trước đầu video em lưu ý một chút là số điện thoại của mình và em Sơn vẫn đang ở góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776. Số điện thoại của Sơn ở ngay bên cạnh là 0933332183 anh em nhé. Anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào có thể alo cho mình hoặc Sơn để biết thêm chi tiết sản phẩm. Để vào đầu video hôm nay thì tiếp tục nước hoa giò lại về rồi anh em ạ. Anh em nào hôm trước mua hụt giò thì hôm nay lại về giò phục vụ anh em thôi. Cái loại giò này nó là giò nạc anh em nhé, không phải giò mỡ, giò pha gì đâu. Nói chung anh em nào mà đã chơi nước hoa thì nên có một chai giò ở trong gọi là cái tủ đồ của anh em mình. Con này chính là con Aquadi giò, giò Armani anh em nhé. Hay anh em mình gọi với cái tên thân thuộc đó chính là giò trắng anh em ạ. Tại vì màu giò trắng này quá nổi tiếng rồi. Đây, bò hô. Đây. Nước hoa dành cho nam anh em nhé, nó sẽ là đường có chữ Pohom này và cái dòng nước hoa Pohom nó rất là mát anh em nhé. Chai này thì nó sẽ là thiên hướng là cái vị mát mẻ, dễ chịu cho anh em mình, xịt ra phát là cảm thấy gọi là yêu đời ngay anh em nhé. Nhất là những cái mùa gọi là mùa ví dụ như kiểu trời nó nắng nóng một chút hoặc là những cái trời nó oi oi tí thì xịt con này vào thì mình sẽ cảm giác là nó khá là mát mẻ anh em ạ. Đấy. Và cái chai này thì như anh em nhìn thấy là cái dòng nước hoa này thì gần như mình độc quyền trên thị trường về những cái chai tester anh em nhé. Con này anh em nhìn này, hàng là hàng tester này. Not for sale anh em nhé, tức là không phải sử dụng để bán mà chỉ sử dụng cho store thôi. Store con này thì về từ bên Nhật nên là store Nhật nó sử dụng để nó cho khách hàng đến mua nước hoa để test anh em nhé. Dung tích chai này thì sẽ là 100ml và hàng nó sẽ là hàng chuẩn made in France, hàng chuẩn của Pháp luôn. Và khi một cái chai nước hoa hàng xịn của thằng giò thì anh em sẽ nhìn thấy nhá. Cái bên này nó sẽ làm rất là mờ này anh em nhìn này, đúng không? Nó sẽ là mờ hết anh em nhé, mờ hết này, đúng không? Và cái tem bên dưới này khi nó dán vào thì anh em mình sẽ nhìn xuyên vào bên trong được qua cái phần cái tem này anh em nhìn nhá. Đấy, qua cái tem này anh em sẽ nhìn xuyên vào bên trong được. Nói chung là nó cái dòng tem khá đặc biệt anh em ạ. Đấy. Và rất khó làm giả anh em nhá. Gần như những cái tem này là tem độc quyền không giả đâu anh em nhìn nhá. Xung quanh mờ này, giữa cái tem này anh em sẽ nhìn xuyên được và bóc cái tem này ra thì nó sẽ lại mờ luôn anh em nhá. Ok chưa? Đấy, dung tích là 100ml và còn như mới luôn anh em ạ. Đấy, siêu thơm. Giá hiện tại cho chai này thì mình vẫn để cho anh em là 1.400.000 anh em nhá. Hàng về nguyên nắp, ôi cho anh em 1.400.000 cho giò anh em nhé. Sao tay mình ngón tay nó cứ cong veo này nhỉ? Có ông nào bị ngón tay cong của này không? Tay cong này. Tay cong gì? Cong ngón tay. Đấy, anh em nhỉ? Tay tôi cong lắm không ạ? Tay tôi khả năng là nó diện rồi như kiểu thanh niên mà gọi là thiếu sức sống. Đấy. Xịt nước hoa phát là bật ngay anh em nhé. Nhưng mà riêng mấy cái chỗ cần cứng thì tôi rất cứng anh em nhé. Riêng mấy cái chỗ cần cứng của tôi thì cũng không dài lắm, nó khoảng chỉ khoảng tầm mười mấy cm thôi. Nhưng mà đến lúc nó cứng tôi thật với các ông là bẻ nó không gãy luôn. Và chai nước hoa này cực kỳ thơm, gái cực kỳ bám anh em nhé. Giá 1.400.000 ôi chơi anh em. Rồi. Tiếp đến đây thì sẽ là đến cái đống gọi là đồ da. Thì hôm nay sẽ có hai món anh em nhé. Sẽ có một cái món này ở bên ngoài giới thiệu trước cho anh em này. À không, món này đi. Qua bên này đi. Con này thì mọi hôm giới thiệu nhiều rồi. Con bên này thì gọi là chưa từng giới thiệu trên video anh em ạ. Đây. Hàng về thì nó như thế này anh em nhìn này. Từ mình nặn nhé, nặn như kiểu nặn bài ba cây nha. Anh em chờ tí nhá. Nặn này. Quy ca cây. Ui giời ơi. Xin nhớ với anh em, một con ví da rất là đẹp đến từ cái thương hiệu gọi là LV anh em nhá. Levi anh em ạ. Tại vì con này nó không phải Louis Vuitton đâu, tại vì là Louis Vuitton thì nó rất là đắt tiền. Con này nó chỉ gọi là con hàng fake của Louis Vuitton thôi, nên là mình gọi nó là Levi đi anh em nhá. Ví này ví Levi đây. Anh em nhìn này, nó rất đẹp anh em ạ. Và xin thưa với anh em, hàng thì nó không phải là hàng hãng nhưng mà nó làm rất đẹp anh em nhé. Xin thưa với anh em, con ví này là con ví cầm tay, biết chưa? Đấy, ví mình sẽ đo kích thước sau. Logo LV này, cái phần này nó sẽ là da bò tất và tất cả là da thật tất anh em nhé. Da thật tất và nó dập vân này, anh em nhìn dập vân đẳng cấp không? Sơn nhìn đẹp không? Đẹp. Đẳng cấp luôn. Đây, khóa này của nó toàn bộ nó sẽ được mạ đen giống như thằng Louis Vuitton. Con này thì nó không khác gì hàng hãng hết anh em nhé. Hàng hãng nó cũng có cái mã này và nó khá là xịn. Đây có lớp lót anh em sẽ nhìn thấy này. Đây. Đẹp không? Sờ cực kỳ xịn luôn anh em ạ. Riêng con này thì không có điểm gì chê, tại vì mình nghĩ là nó sản xuất theo cái kiểu 1:1 đấy anh em. Hàng này thì hàng về từ bên Nhật anh em nhé, không phải bên đấy đâu. Bên hàng này về từ bên Nhật. Nó có một cái dây đeo này. Dây đeo này anh em sẽ móc ở bên ngoài này anh em nhé. Đây, móc một cái lỗ này. Đâu nhỉ? Đây, anh em nhé. Đấy, anh em móc vào đây. Là cái dây đeo này, ok chưa? Mình chưa móc đâu, mình để vào đây thôi. Đấy. Bên trong này ví này thì anh em sẽ nhìn thấy này. Nó có một cái tem da. Anh em nhìn Louis Vuitton Paris anh em nhé. Ok chưa? Và bên trong là cái khóa kéo này. Các lớp lót nó làm cực kỳ xịn ra ngoài luôn anh em nhé. Có khóa kín này. Và bên trong là nó sẽ có chỉ có một ngăn duy nhất thôi. Đây là một cái ngăn để phụ này. Nhiều anh em hỏi có ngăn để thẻ không? Rất nhiều ngăn để thẻ anh em nhé. Rất nhiều ngăn để thẻ trong này. Và đây là da hết anh em ạ. Da thật tất anh em nhé. Khá là xịn.
Đấy, anh em nào cầm một túi này phát đã biết là đẳng cấp ngay. Hàng xịn đây, mở con này ra thì mở túi trong ra anh em sẽ nhìn thấy cái lớp da của nó. Đâu, chết rồi, con này may kín hết rồi. Con trước con eo con ấy là con gì Gucci không nhìn được da nhỉ? Gucci. Con này không. Anh em nhá. Con nó may kín hết rồi, nhưng mà cam kết 100% da thật cho anh em nhá. Đấy. Hàng bên Nhật nó mô tả là da xịn anh em ạ. Và đúng da xịn thật, mình cầm da này thì khá là ngon. Và quan trọng nhất là giá anh em nhá. Giá con này thì hiện tại bây giờ mình đang để cho anh em là 1.100.000 anh em nhá. À không, 999.000 nhỉ. 999.000 cho bằng cái con Gucci ông nọ đúng không? Gucci ông nọ 999 đúng không? Nhỉ. Yeah. Con này cũng 999 anh em nhá. Tính chẵn là một củ dễ. Bây giờ. Tiếp đến đây sẽ là con à xin lỗi anh em nhé, quên chưa đọc kích thước. Hôm nay là đầu óc nó hơi đau đầu tí, hơi nhú. Anh em chờ tí nhá. Tiếp rồi. Đây. Kích thước con này nó chiều cao nó sẽ được khoảng tầm 18 phân anh em nhé, 18 phân. Và chiều ngang con này thì sẽ là khoảng tầm 26 phân, 27 phân, 26 phân rưỡi, thôi chưa? Đấy. Anh em nào thích chơi gọi là hàng VIP thôi, nhưng mà muốn ít tiền thì đây. Con này thì như hàng hãng nó rơi vào khoảng tầm 40 củ anh em ạ. Nhưng mà ông nào mà đi mẹ cầm con ví này xuống thì chả ai biết đâu một lần đúng không? Cứ đi vẫn là đồ xịn. Cứ ô tô cầm con ví này là đẳng cấp rồi anh em ạ, không phải nói nhiều anh em nhé, giá một củ thôi. Tiếp đến đây này, đây sẽ là con túi đeo chéo, hàng gọi là hàng mini, hàng bé nhất tại nhà mình em nhé. Mình sẽ đo kích thước luôn ở con này cho đỡ quên. Con này cao sẽ được khoảng tầm 20 phân em nhé, 21 phân. Và chiều ngang con này sẽ được khoảng tầm 14 phân bây giờ anh em. Đấy. Con này nó sẽ có khá là nhiều ngăn. Anh em sẽ nhìn thấy nhá. Một ngăn này, thấy chưa? Ngăn mặt trước này, đây cũng một ngăn này. Đấy, để được những đồ linh tinh này, đây là một ngăn nữa này. Khóa cái thứ để vào đây này. Đấy, tiếp đến là ngăn đây, thấy chưa? Ba ngăn này. Và một ngăn chính anh em nhé, ngăn chính ở đây này. 4 ngăn, được chưa anh em? 4 ngăn nhá. Đấy. Và các lớp lót nó làm rất là đẹp, mình vừa mở ra cho anh em nhìn rồi. Và cam kết 100% da thật tất anh em nhá. Các lớp da anh em thể nhìn đây đây. Anh em nhá, thẻ da nó đây. Được chưa? Đấy, thẻ da đây. Các cái phần dây này sẽ là dây dù bóng tất, khá là nét. Được chưa? Đấy. Và quan trọng nhất là con ví này thì anh em mình sẽ để được cái gì? Con ví này nó khá là nhỏ nhắn, đi đeo cà phê rất là đẹp. Anh em mình sẽ để được thứ nhất là ví này. Thứ hai là sạc dự phòng này. Thứ ba là chìa khóa các kiểu này. Thứ tư thì chắc chắn nó phải là ba con sói rồi anh em ạ. Ba con sói để cầm đi gọi là du lịch thì nó rất là phù hợp với con túi này. Được chưa anh em? Nói chung những cái đồ nhỏ nhỏ này anh em để trong túi này ok. Giá hiện tại là 599.000 anh em nhá. Để em sơn nó lên form cho anh em. Đây. Đẹp trai nhất tỉnh Hưng Yên. Anh em ạ. Em thấy không? Được chưa anh em? Đấy. 599.000 nhá. Anh em đừng nghĩ là những con túi bé mà nó rẻ tiền anh em nhá. Túi bé với túi to thì nó cùng một công may giống nhau. Còn da bây giờ thì da thật thì nó rất là rẻ rồi, nó không còn đắt nữa anh em nhá. Cùng một công may giống nhau. Ôi chưa, 599 cảnh anh em nhá. Tiếp đến đây thì sẽ là một con tai nghe hàng VIP anh em ạ. Xin thưa với anh em. Đây. Con này nó chính là con Hybrid, lại tiếp tục về hàng phục vụ anh em. Và xin thưa với anh em nào mà chưa trải nghiệm tai Hybrid thì nên trải nghiệm cái tai Hybrid đến từ thương hiệu Aplex này. Hàng này là hàng thuần nội địa Nhật anh em nhé. Nhưng mà tất nhiên nó vẫn được sản xuất tại Trung Quốc, anh em lưu ý một chút. Tại vì tất cả những dòng đời cao Bluetooth hầu như sản xuất tại Trung Quốc 99%, bây giờ. Con này nó tai nghe True Wireless này, hai phần tai này không có dây dợ gì đâu anh em nhé. Chỉ việc nhấc ra và đưa lên tai thôi là sẽ nghe luôn, bây giờ anh em. Con này nó sẽ có tích hợp với công nghệ này. Thứ nhất là công nghệ ba lăng Amp Smarter này. Con này nó gần như là một công nghệ về cái con chép anh em nhé. Con chép nó dao động theo cái hướng này, hướng dọc này, chứ không phải hướng như bình thường của anh em mình là hướng nó từ trước ra sau. Con này nó dao động theo chiều dọc anh em ạ. Tiếp đến là hai củ loa bass Dynamic Bass anh em nhé. Một củ đảm nhiệm giải cân bằng và một củ đảm nhiệm giải sub bass thì vẫn được trang bị. Tức là con này nó sẽ bao gồm cả ba củ loa cho anh em. Kết nối auto pairing tức là true wireless rồi đúng không? Top sensor là cảm ứng phần chạm ở đây. Cảm ứng chạm ở đây để tăng giảm âm lượng, nick bài các thứ anh em nhé. Chống nước chuẩn IPX5, anh em thể đi trời mưa nhẹ là ok. Được chưa anh em? Đấy, phía mặt sau này toàn bộ này trang trí chữ Nhật anh em ạ. Anh em về thì cứ lấy Google dịch ra dịch nhá. Mình sẽ đọc những chỗ có chữ tiếng Anh thôi, tiếng Nhật mình cũng không biết. Bên này này, anh em sẽ nhìn thấy nó mô tả cái loa này. Đầu tiên nó sẽ bao gồm núm cao su này, tiếp đến là cái củ loa bass lăng amateur này, cái này giảm nhiệm cái giải gọi là nó sẽ giữ ổn định cho giải cân bằng anh em nhé, ổn định giải cân bằng, đúng không? Tiếp đến là cái hộp cộng hưởng ở đây. Anh em sẽ nhìn thấy bên trong nó bao gồm hai củ loa. Mỗi củ loa là 6mm. Đấy, nó đáp ứng nhu cầu cho anh em là vừa là một con toàn giải bên trên này và con sub bass bên dưới. Nó đánh trong hộp cộng hưởng vào đấy anh em, mình sẽ có một con loa nó đáp ứng giải tần đây. 20Hz đến 20.000Hz anh em nhé.
tức là như một bộ dàn cao cấp luôn, người cho anh em. Mạch Bluetooth con này sẽ được trang bị mạch Bluetooth version 5.0 anh em nhé, version 5.0 mới chưa. Bên dưới này này anh em nhìn này, giải tần đáp ứng này, trở kháng sẽ là 16 ohm này, mắc công suất 5mW anh em nhé, độ nhạy cực kỳ cao này. 97 dBi trên một cassette, độ nhạy rất cao luôn anh em nhé. Anh em nào hiểu về độ nhạy sẽ nhìn cái này sẽ biết này, phân tích sẽ biết. Tiếp đến Bluetooth version 5.0 mà theo thế hệ thứ hai, class 2 anh em nhé. Các cái công nghệ tích hợp sẽ bao gồm AIDP này, AVRCP này, HFP và HFP, toàn bộ là công nghệ chống sôi ù, chống méo tiếng, chống đứt đoạn tiếng của thằng Qualcomm anh em nhé. Hai công nghệ giải mã bao gồm SBC và AAC, ôi cho anh em. Tiếp đến là khi anh em mình nhấc tai nghe ra thì anh em mình sẽ có 4 giờ sử dụng liên tục anh em nhé. Đấy, và thời gian chờ sẽ là 300 giờ này, thời gian chờ kinh khủng luôn anh em ạ. Đấy, sử dụng cho sạc tai C, ôi chưa. Đấy, cơ bản hộp này nó có cái màn hình này anh em mình nhìn xuyên bên trong được anh em nhé, hay không. Đây, hộp mình đã rút ra bên này rồi. Sơn công nhận con này tai này nghe đỉnh không? Nghe hay. Con này nghe có cái hay ở chỗ là anh em mình nghe vào nó sẽ rất hay và nó không bị mệt tai anh em ạ. Anh em mình cảm giác đeo trong một thời gian dài ấy, thứ nhất là nó rất điểm tựa trên tai này, nó không bị cấn. Và thứ hai nó là nó nghe không bị mệt, nghe nó rất dễ chịu anh em nhá. Bên trong cái hộp tai này thì sẽ bao gồm hai quyển sách hướng dẫn sử dụng này anh em nhá. Đấy. Và đây nó sẽ là một cái sợi dây sạc này, với cho anh em. Đấy. Và hình như nó có bộ lúm tai nhưng mình rơi ở ngoài rồi. Rồi. Bên trong này thì nó sẽ có cái một cái củ hộp sạc này anh em nhé. Hộp sạc này. Hộp sạc rất nét luôn. Anh em sẽ nhìn thấy nhé. Cái tem trích cực là tem này, tem của hãng nó kiểm tra này. Nó kiểm tra sản phẩm ok thì nó sẽ có cái tem này anh em nhé. Bên trong này thì anh em mình sẽ nhìn thấy là hai con tai này nhưng mình để ra ngoài rồi anh em nhé. Đấy. Có báo phần trăm pin này. Phần đằng trước là toàn bộ là nhựa nhám và nhìn xuyên bên trong được anh em nhé. Nhựa nhám xuyên bên trong được, các thông số sẽ ghi ở đây này. Và phần nhựa này cầm rất là xịn luôn. Anh em nào mà cầm con tai nghe là sẽ cảm thấy cái độ hoàn thiện rất là mượt anh em nhé. Độ hoàn thiện cực kỳ cao. Tiếp đến là sẽ là sử dụng chân sạc tai C, uy cho anh em. Đấy. Củ loa này. Củ Hausen đây, anh em nhìn thấy nhá. Trắng muốt nhìn rất là sang, nó không phải cái kiểu màu trắng mà như kiểu mấy cái răng sứ của mấy con mà nó hay quảng cáo kem đánh răng than tre bố láo trên mạng rồi anh em. Mấy con than tre toàn mấy con răng sứ mà trông nó kiểu trắng ẩn ẩn kinh. Cái màu trắng này nó rất đẹp, màu trắng này nó cực kỳ dễ chịu, màu trắng này như kiểu trắng nước gạo nhỉ? Trắng nước gạo rất dễ chịu anh em nhá. Màu trắng này khá là xịn. Đấy, màu trắng này thì anh em mình cầm vào cảm giác kể cả nó bị bẩn một tí anh em lau đi nó vẫn là rất là sạch sẽ. Mình rất thích cái màu trắng này anh em nhá. Nó trắng hoàn toàn so với cả đẹp hơn cái màu trắng gọi là trắng răng sứ của mấy đứa nó hay làm bây giờ, trắng kinh. Đây, củ bên trong em sẽ nhìn thấy hai củ 6mm này. Anh em sẽ nhìn thấy xuyên bên trong luôn. Và cái đệm này nó không phải là nhựa đâu nhé, nó là cao su này, nó đệm vào vành tai rất là êm luôn. Nó sẽ có báo cái đèn ở đây anh em nhé, đèn nhấp nháy ở đây. Báo kết nối, thấy chưa? Đúng cao su thì ngon rồi. Đấy. Và toàn bộ con này nhìn rất hầm hố luôn, nhưng mà đeo lên tai thì cực kỳ dễ chịu anh em nhé. Và quan trọng nhất là giá con này vẫn là 1.250.000 anh em nhé. 1250 cho con này cho anh em, ok chưa? Rồi. Thì đấy là tai nghe anh em nhá. Hôm nay chỉ có một con duy nhất vậy thôi. Và tiếp đến đây thì hôm nay sẽ là series 3 bộ dàn gửi đến anh em. Một cái mã đầu tiên là mã số 01. Đây chính là một con dàn thì gọi là dàn VIP thì cũng không phải. Nó là dàn cỏ anh em ạ. Nhưng mà nó lại cỏ, nhưng mà nó lại ngon của cỏ. Thì anh em để đánh giá gọi là dàn gì không biết rõ, đúng không? Thì con này được trang bị hai con loa toàn giải hai bên anh em ạ, và toàn giải là toàn giải dâu quặp anh em nhé. Toàn giải dâu quặp được sử dụng giống như con Victor dâu quặp thông thường, thấy chưa? Con này nó chính là con Victor UX-V10 này, một trong số những cái series UX thì em biết rồi, nó sử dụng để cho phòng, những con sử dụng để cho phòng khoảng tầm từ 30m² trở về anh em nhé. Với cái chất lượng âm thanh cực kỳ cao và sử dụng toàn bộ những series UX thì đều được sử dụng loa toàn giải hết anh em ạ. Đấy. Thì con này nó được trang bị một củ loa toàn giải đường kính khoảng tầm 8cm anh em nhé, 8cm dâu quặp. Và khi anh em mình cái dòng này thì mình gọi là bán cho anh em và mình định hướng cái dòng âm nhạc anh em nghe luôn nhé. Con này thì chuyên nghe nhạc lời, nhạc acoustic, nhạc trữ tình như kiểu là Phương Phương Thảo các kiểu ấy. Hoặc là anh em mình có thể nghe được những cái nhạc của những nhạc xưa ấy, nhạc trước năm 1975 thì con này nó đẳng cấp luôn anh em ạ. Nhạc đàn công cụ như kiểu guitar này, hoặc là nhạc piano này, còn là các cái dòng nhạc liên quan đến những cái loại nhạc cụ thì con này nó thể hiện cực kỳ hay anh em nhá. Nhưng mà những cái nhạc mạnh tiết tấu nhanh thì không phải là cái gu sở trường của con này. Anh em lưu ý một chút, mình chọn một bộ dàn nó phù hợp với những dòng nhạc mình nghe anh em nhá. Đấy. Con này toàn giải nó sở trường về những cái dòng nhạc xưa, về nhạc gọi là anh em mình cần sự sâu lắng như kiểu nhạc Trịnh nhạc trước ấy, thì con này nó chơi đẳng cấp luôn anh em ạ. Đấy. Còn về cấu hình cục dàn thì sao? Cục dàn anh em sẽ nhìn thấy nhá, bên trên này nó sẽ có một cái cassette bên trên này và anh em nhìn này, nó vẫn còn cái giấy ni lông bọc dán bên trên này luôn anh em nhé. Full auto reverse, con này như cassette còn chạy sao nhỉ Sơn nhỉ?
còn chạy hay không mình cũng không bao anh em nhé, em lưu ý một chút thế. Mình sẽ bao cho anh em ở những cái mã dàn này, sẽ bao cho anh em CD chạy rất là ngon. Và CD con này anh em nhìn này, CD nhá, đấy nó mở ra như xe Ferrari luôn, nghe chưa? Đấy, tiếp đến đậy vào này, nghe chưa? Đấy, thì cái đĩa này bắt đầu nó cuộn ngay cho anh em nhé. Đấy, anh em mình đeo nhìn xuyên một con đĩa bên trong luôn, lên bài thì siêu tốc luôn, tức là CD đọc rất ngon, nghe chưa anh em? Ngoài ra FM này sẽ đủ 108 anh em nhé, dò full đài Việt Nam, AM tất nhiên là full giải, kết nối điện thoại, máy tính, TV đầy đủ trên mã này. Đấy, và nó sẽ có cái nút ABH Pro, cái nút một trong số những nút gọi là tăng âm bát con này. Tại vì anh em biết rồi, những con toàn giải thì thường nó không lợi thế về âm bát, mà ôn khi và thằng Victor thì nó phải ra thêm một công nghệ gọi là công nghệ AHB Pro để nó phục vụ cho anh em, nó làm âm bát nó được dày hơn anh em nhá, nó đậm đà hơn về âm bát. Đấy, có con này thì giải mid và giải chép thì gọi là kinh điển đẳng cấp luôn anh em ạ. Và quan trọng nhất là giá con này hiện tại bây giờ thì mình để cho anh em quay mặt sau đã, xin lỗi anh em. Rồi, cái mặt sau đây, công suất của loa thì là 25W, trở kháng sẽ là 4 ohm, một cặp sẽ là 50W. Anh em mình sẽ chơi tốt những phòng diện tích tối ưu phải từ 30m² trở về anh em nhé. Độ chi tiết rất cao luôn, con này độ chi tiết đẳng cấp luôn. Công suất con này sẽ là 45W, điện nguyên bản 100V, hỗ trợ kẹp loa trở kháng từ 4 ohm trở lên anh em nhé. Kẹp antenna FM phục vụ em nghe đài, và đây sẽ đường hỗ trợ một đường optical out để anh em xuất tín hiệu quang ra ngoài anh em nhé. Kết nối điện thoại máy tính TV thì sẽ qua cái cổng ở phía sau này, cổng line in phía sau, thấy chưa? Và quan trọng nhất là cái giá của bộ này mà anh em quan tâm thì giá hiện tại là 1.500.000 anh em nhé. Cho một bộ chơi loa toàn giải dâu quạp thì mình nghĩ là nó rất xứng đáng rồi. Tại vì riêng cặp loa này nhiều anh em mà nếu mà củ dâu quạp thì anh em đã mua rơi vào tầm 1.3 triệu rồi, 1.2 triệu 3 rồi. Coi như cục dàn này thì nó chỉ rơi vào 300.000 thôi anh em ạ. Anh em mua cả bộ này thì khá là rẻ anh em nhé, 1.5 triệu cả bộ luôn. Thì mình nghĩ là chơi nhạc xưa thì con này nó đặc cấp luôn. Bây giờ mình sẽ test nhạc cho anh em luôn anh em nhé. 1.500.000. CD nó quay hay không? Giật mình biết lời tỏ tình đã có người nghe, nắng xuyên qua lá hạt sương lìa cánh, đời mong manh quá kể chi chuyện mình, nắng buồn cuộc tình bỗng tắt bình minh. Đường xưa quen lối, tình dối người mang, tình duyên trong môi, một kiếp ta đó cố tìm, tình trong chất ngôn ngang. Một con dàn rất rẻ anh em nhé, nhưng mà chất âm nếu mà anh em nghe những cái dòng nhạc như Phương Phương Thảo này thì con này đẳng cấp luôn anh em ạ. Nói chung mình nghĩ là những cái bộ dàn rẻ mà chơi này là quá đỉnh rồi, có 1.500.000 thôi anh em nhé. Và tiếp đến đây thì sẽ là một con dàn VIP của thằng Onkyo anh em ạ. Con này chính là Onkyo N9FX anh em nhé, một trong số những cái mã gọi là kinh điển rồi. Anh em nào chơi con series N9 thì sẽ biết là những cái con N9FX nó chỉ thua duy nhất một cái mã là chính là N9NX thôi, nó không thua bất kỳ mã nào trên thị trường đâu anh em nhé, nó đẳng cấp luôn đúng không? Con này về thì nó sẽ mình sẽ tặng anh em kèm anh em một cái khiển học lệnh anh em nhé, học full chức năng, chỉnh bao gồm full bát chép các kiểu trên con này, thấy chưa? Đấy, chỉnh full chức năng con này. Và thằng em Sơn này nó sẽ có cái trách nhiệm học khiển cho anh em đây, anh em nhìn này. Đấy, em học hết rồi, anh ấn nhớ gì nhớ nhớ làm lại đấy, thấy không? Em Sơn em ấy gọi là những cái ghi chú cho anh em nó rất là đáng yêu, chữ này rất đẹp anh em nhé. Ngày xưa là đi thi là đi học sinh thi học sinh giỏi văn mấy năm liền ấy, nó giỏi anh ạ. Nhưng mà cuối cùng là về bây giờ thì nó cũng chỉ gọi là bán audio với anh Tuấn rồi, nhưng mà không thể thoát được cái kiếp audio được anh em ạ.
Ôi chơi anh em, thôi nói chung viên mảng tí bắt đầu vào cái bộ dàn này thì đây chính là một cái mã gọi là ngon của thằng Onkyo. Onkyo anh em nhé, N9FX về cho anh em. Chất âm con này thì xin thưa với anh em, nó là chuyên về những cái dòng nhạc acoustic trữ tình rồi. Onkyo nó là vua về dòng nhạc đấy rồi anh em nhé. Nhưng mà với những cái mã đời cao này của thằng Onkyo, chỉnh được bát chép trên khiển rồi, xong lại còn loa có thụt hơi ở gầm ở trước này, thì anh em mình hoàn toàn để chơi được những dòng nhạc mạnh cũng rất là tốt anh em nhé. Những dòng nhạc remix anh em mình chơi trên con này nó vẫn đập rất căng cho anh em, biết chưa? Đấy, thì mình giới thiệu như thế là đủ rồi đúng không? Tại vì con này nó chơi đủ hết tất cả mọi thể loại cho anh em được. Đấy. Còn về chi tiết bộ dàn thì xin thưa với anh em, anh em sẽ nhìn thấy nhá. Con này toàn bộ mặt nó là mặt nhôm hết anh em nhìn này, mặt nhôm hết anh em nhá. Đấy, màn hình xanh, đèn hắt xanh, với cho anh em. Đọc ghi MD cực kỳ ngon trên mã này, anh em sẽ có một cái bộ đọc ghi MD rất ok anh em nhận. Anh em chơi MD thì nên chọn những mã đời cao này, nó VIP anh em ạ, cho ra chất tiếng sạch sẽ. Tiếp đến con này sẽ được tích hợp với công nghệ băng tần Wirat độc quyền ở Onkyo này. Công nghệ D-Link 2 là một cái công nghệ được trang bị trên rất nhiều thiết bị cao cấp và con này cũng được trang bị anh em nhá. Tiếp đến bên dưới này thì sẽ chơi CD và CD con này sẽ chạy dòng mắt Sanyo, tức là Sanyo P101 đấy anh em. Đấy, P101 nó là một trong số những cái dòng Sanyo kinh điển anh em ạ. Nó chỉ gọi là hậu duệ của thằng Sony 213 nhưng mà nó cho ra chất tiếng. Mình đánh giá thì chất tiếng của nó cảm giác là nó sẽ nhỉnh hơn cái S213 một chút, tại vì con này nó có độ xử lý rồi anh em nhá. 213 mộc mạc hơn. Con này thì mình cảm giác là nó nịnh tai hơn, nghe chưa? Nó chơi được cả đĩa MP3 và WMA anh em nhá. Tiếp đến cổng USB mặt trước này thì anh em mình chơi nhạc tất cả các loại nhạc anh em mình như MP3, WMA thì anh em mình có thể có cổng USB và cắm vào đây để chơi luôn được anh em nhá. Thì anh em lưu ý một chút là cái cổng USB này sẽ không hỗ trợ nhạc flash các thứ kiểu cho anh em đâu, nhạc lossless là chưa chơi được ở trên mã này anh em nhá. Kết nối điện thoại máy tính TV thì anh em có thể kết nối qua cổng line mặt trước với cho anh em. Cái cổng line này thì nó sẽ có cái mạch rè khá là nhỏ thôi nhưng mà nó giúp anh em mình làm cái chất tiếng nó dày hơn, thấy chưa? Giải mã 24 bit ở trên những cái mã Onkyo N9FX thì nó cực kỳ hay. Kể cả anh em mình sử dụng con này làm giải mã để xuất chất âm ra ngoài thì cũng đã rất hay rồi, tại vì những con linh kiện cao cấp, những con tụ Nichiong đã được làm ở trên những cái mạch rè con này rồi anh em nhé. Những cái mạch rè ở phía trước khi vào phần công suất của con này rồi thì nó đã được trang bị, con này đã được trang bị những con tụ linh kiện cao cấp rồi nên chất tiếng ra nó rất sạch sẽ. Nhiều anh em đánh giá nó không thua gì CRD1, D2 được trang bị công nghệ Vectorline, tức là công nghệ VL Digital đấy anh em. Thì con này cũng gần tương tự như vậy, chất âm không thua kém gì hết anh em nhé, tương đương. Và giải mã sẽ chuẩn 24 bit cho anh em. Anh em mình cắm Smart TV ở đây phát là chơi luôn được, không có gì phải phàn nàn hết anh em nhé. Kết nối điện thoại máy tính TV đầy đủ trên mã này. Cái mã này chỉ rất tiếc một chỗ là FM nó chỉ đến 90 thôi, AM sẽ phun giải cho anh em nhá. Cục dàn thì sẽ đánh 4 con sò MOSFET và anh em mình hoàn toàn sẽ phang tốt những cái cặp loa bass 30 với những con Onkyo series đầu 9 này anh em nhá. Series đầu 9 này và toàn bộ cái phần tản nhiệt nó bên trên này hết anh em nhìn này. Đấy. Rồi, thì đấy là cơ bản của cục dàn và cặp loa. Loa N9FX thì với con này thì mình đánh giá nó là một trong số những cặp loa rất là đẹp rồi anh em nhá. Cặp loa rất là đẹp anh em ạ. Đấy. Chi tiết về cặp loa này thì cặp loa sẽ được trang bị một con loa bát đường kính sẽ là 13 cm anh em nhé. Gân này sẽ là gân lụa tẩm dầu dạng gân xếp anh em ạ, chứ không phải gân cao su riết đâu. Con này lụa tẩm dầu dạng gân xếp, anh em sẽ nhìn thấy siêu bền luôn. Màng sẽ là màng sợi keva anh em nhé, lòng chảo đấy, dấu lúm anh em nhìn này đấy, độ thụt. Những con loa này nhá, cái biên độ dao động của màng loa rất là cao nên là gần như các giải âm nó lên gần như tuyệt đối luôn anh em ạ, khá là ngon đấy. Bên trên này thì sẽ là con chép đôm, dòng đôm mũi đạn anh em nhé. Và toàn bộ thùng của những cái con series đầu 9 này thì anh em sẽ nhìn thấy thùng của nó được phủ một cái lớp sơn PU rất đẹp anh em ạ. Đấy. Bên lớp bên ngoài này sẽ được dán một lớp gỗ veneer anh em nhé, veneer mỏng, tiếp đấy là phủ sơn PU à. Anh em sẽ nhìn thấy cái độ cao cấp nó không như kiểu là cái dây dán đề can như những cái con series 7 đâu, còn này khác hoàn toàn luôn anh em nhé. Và bên dưới này sẽ thụt hơi mặt trước về cho anh em. Đấy. Công suất của loa này sẽ là bao nhiêu? Công suất của loa này sẽ là 70W và trở kháng 4 ohm, một cặp sẽ là 140W anh em nhá. Chơi tốt ở phòng diện tích khoảng tầm 40m2 trở về. Và cọc loa phía sau này toàn bộ cọc bắp chuối hết anh em nhìn, đẳng cấp không? Và con này nó sẽ có một cái vết cấn ở phía sau loa anh em nhá, sẽ có một vết này thôi, còn lại thì sẽ đẹp. Công suất cục dàn thì con này sẽ là 60W và điện nguyên bản 100V anh em nhá. Đời cao sẽ made in Malaysia, anh em lưu ý một chút là tất cả những con Onkyo đời cao hầu như made in Malaysia hết. Hỗ trợ kẹp loa, hỗ trợ loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Cọc loa toàn bộ bắp chuối thì hoàn toàn anh em về có thể nâng cấp với những cặp loa to hơn được anh em nhé. Nâng cấp thoải mái luôn. Xúc điện out này, kẹp anten FM này. Optical in và out phục vụ giải mã 24 bit này, các đường kết nối line in out đầy đủ anh em nhé, không thiếu bất kỳ cổng nào cho con này đâu. Được chưa?
Và quan trọng nhất là cái mức giá con này hiện tại mình để cho anh em giá bao nhiêu. Hiện tại Onkyo N9FX mình đang để cho anh em full cả bộ kèm theo kiện học này, giá chỉ có 5 củ tròn thôi anh em nhé, 5 triệu tròn cho mã này. Và xin thưa với anh em, một trong số những bộ đánh cực kỳ hay, mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe luôn nhá. Play này. Giọt lệ này em trao anh hơn tất cả, giọt lệ dòng anh đã giết trọn tim em. Đêm hôm nay trên cánh tay này ta cho nhau những lời nồng say, chuyện tình mình xây bằng nước mắt có bao giờ tan vỡ đâu anh. Lời thề nguyện muôn năm sau em vẫn nhớ, nụ cười này đôi mắt đó làm sao quên. Anh xin hôn lên suối tóc mềm cho em đi trong mộng thần tiên. Từ giờ này anh nâng giấc ngủ triền miên. Lời buồn nào trao hết đi anh, vì tình yêu đôi ta là thế. Quen muộn màng yêu trong vội vàng, chưa cạn lời đêm đã vội tan. Còn buồn nào ok chưa anh em? Một trong số những mã VIP này anh em nghe vào thì sẽ cảm thấy nó sự khác biệt ngay. Cái giải mid nó rất dày anh em ạ, rất dày luôn. Mà phần chép nó lên rất cao mà không hề chói. Nói chung những con như thế này thì mình nghĩ là chơi những dòng nhạc mà chuyên về gọi là sở trường nó thì đẳng cấp luôn anh em ạ. Đấy. Rồi, giá hiện tại là 5 củ tròn anh em nhá. Tiếp đến cái mã cuối cùng ngày hôm nay thì đây là một trong số những cái mã dàn limited của thằng Denon anh em ạ. Con này chính là con Denon limited, là Denon M35LT anh em nhá. LT là nó cứ biểu hiện là tất cả những con mà có đuôi LT nó sẽ là limited tất anh em nhá. Ok chưa? Đây là một trong số những mã rất là hiếm. Và nhà mình rất ít khi về cái mã này anh em ạ, rất ít khi về được cái bộ này anh em nhá. Chi tiết về con này thì sẽ như sau. Đầu tiên sẽ về phần cục dàn, anh em sẽ nhìn phần cục dàn nó rất đẹp luôn. Em nhé, rất đẹp luôn. Sẽ chơi MD cực kỳ ngon ở trên mã này. Riêng Denon đánh MD cực kỳ gọi là chất luôn anh em ạ. Nó chơi MD thì gần như là mình thấy nó vua về chơi MD luôn anh em nhé. Tiếp đến ở bên dưới này thì màn hình rất là nét rồi đúng không? Chỉnh bát chép trực tiếp trên mặt là Super Bát này, bát này, chép này. Và đây nó sẽ là chế độ Direct như một âm ly chuyên nghiệp luôn anh em nhé. Con này FM sẽ đủ 108 này, anh em sẽ dò full đài Việt Nam trên mã này anh em nhé. Và dò đài trực tiếp trên mặt bằng cái nút tuning đây, được chưa? CD của dòng này thì sẽ chạy mắt 213 và mắt 213 cực kỳ bền anh em nhé. Dòng kinh điển rồi, chất tiếng ra rất mộc mạc và xịn sò luôn. Đấy. Kết nối điện thoại, máy tính, TV đầy đủ trên mã này. Với cho anh em, hoàn toàn có thể sử dụng cái cổng POC thổ in ở mặt trước này anh em nhé, để phục vụ anh em mình kết nối với những thiết bị âm thanh như điện thoại mà cái nguồn phát ra nó yếu ấy, anh em có thể cắm cái cổng mặt trước này cho nó dày hơn anh em nhé. Cổng mặt trước này luôn luôn có mạch rè nhỏ, nó sẽ dày hơn khi anh em kết nối cổng phía sau. Với cho anh em. Ngoài ra thì con này sẽ có giải mã chuẩn 24 bit và giải mã đúng theo tiêu chuẩn của PCM. Chất tiếng ra rất mộc mạc anh em nhé. Ba giải thì đồng đều và anh em mình sẽ có một cái chất âm là phần lời ca sĩ nó nổi lên so với nền nhạc khá là nhiều anh em ạ. Khá là nhiều. Và mình nghĩ là nó là một trong số những con giải mã cũng khá cao cấp rồi anh em nhé. Cục dàn này sẽ nặng khoảng tầm gần 10 cân cho anh em. Mới chưa? Gần chục cân cho cục dàn này. Và riêng cục dàn này sẽ đánh tốt những cặp loa bát 25cm trở về anh em nhé. Với những anh em thích giải mid dày thì đây là một lựa chọn rất ok cho anh em về giải mid của những con Denon lên rất dày anh em nhá. Còn về cấu hình loa thì sao? Loa thì như anh em nhìn thấy loa nó bóng lừ luôn anh em ạ. Loa nó bóng lừ luôn, nó toàn bộ phủ sơn PU bóng hết anh em nhá. Bóng toàn bộ luôn, soi gương được anh em nhìn thấy này, để soi gương được. Thấy chưa? Đấy, bên ngoài này nó sẽ có một cái lớp gỗ veneer anh em nhá và nó phủ ở đây. Bên ngoài sẽ được phủ một lớp sơn PU bóng lừ luôn. Về cấu hình loa thì loa con này sẽ được trang bị một con loa bát đường kính sẽ là 15cm anh em nhé. Gân con này sẽ toàn bộ là gân cao su zin và màng con này sẽ là màng carbon lòng vàng anh em nhìn này. Riêng lòng vàng thì bất kể trên mã nào cũng hay.
Denon lòng vàng 2, Sony lòng vàng 2 và Pioneer lòng vàng 2. Đến tận Onkyo thì hình như là Onkyo không có lòng vàng em ạ. Onkyo không lòng vàng em nhá. Nói chung tất cả những mã mà mình để ý thì nó thấy mình thấy là cái củ lòng vàng sẽ rất hay anh em nhé. Và con này cũng vậy luôn, thấy chưa? Con này sẽ được trang bị thủ thơi mặt trước này, và con này con đôm của nó mới con đẳng cấp này. Con đôm này thì gọi là con đôm limited luôn anh em nhé. Con đôm này chỉ xuất hiện ở những cặp loa limited thằng Denon thôi. Đấy, anh em sẽ nhìn bên giữa này thì nó sẽ là một cái trục nhôm anh em nhé, trục nhôm nguyên khối và nó đúng là chuẩn đôm mũi đạn luôn. Nó như một viên đạn luôn. Bên ngoài này thì sẽ là cái viền nhựa này anh em nhìn này. Đấy, và to đúng như kiểu là cái đĩa luôn anh em ạ. Cực kỳ xịn anh em nhé. Con đôm này lên tiếng rất sáng mà lại không hề chói tai. À, tổng thể. Phía sau đây anh em nhìn. Công suất của loa thì sẽ là 50W một chiếc và trở kháng 6 ohm, một cặp sẽ là 100W và anh em mình hoàn toàn chơi tốt ở những phòng diện tích khoảng tầm 40m2 trở về cho anh em. Cọc loa sẽ toàn bộ là cọc bắp chuối hết anh em nhé, rất là căng luôn. Tiếp đến là cục dàn. Cục dàn công suất là 55W, điện nguyên bản 100V. Nó sẽ có một hỗ trợ một quạt tản nhiệt thốc thẳng từ bên trên này ra phía sau này anh em nhé, mát cực kỳ luôn. Súp điện ao này, kẹp loa sẽ hỗ trợ loa trở kháng từ 6 đến 16 ohm anh em nhé, phun giải trở kháng cho anh em. Kẹp anten hỗ trợ anh em nghe đài, và con này đủ 108 thì gọi là nhu cầu nghe đài anh em mình đáp ứng tốt luôn. Optical in và out phục vụ giải mã 24 bit này, các đường kết nối line in line đầy đủ anh em nhé. Và mã này hiện tại bây giờ mình để cho anh em giá bao nhiêu? Hiện tại mã Denon MG35LT theo là gọi là series, gọi là hàng limited. Bình thường ngày xưa con này về nó sẽ khoảng tầm hơn 6 triệu anh em nhé. Hiện tại mình để cho anh em con này 5.800.000 anh em nhé. 5 củ 8 cho con này, ui chưa anh em. Rồi mình sẽ play thử nha. Trong sơn này mình xịt nước hoa gì mà không, người mùi người thơm sẵn. Sơn mỗi ngày nó ra nó xịt một tí anh em ạ, kinh thật. Đấy. Rồi, 5.800.000 cho bộ dàn Denon này anh em nhé. Rồi mình sẽ play thử nhạc để cho anh em nghe xem chất âm bát lòng vàng có hay không. Mình đánh giá bát lòng vàng nó gần như gọi là đi top đầu với bát anh em ạ. Rồi sẽ đây luôn. Sơn để đĩa gì đây không biết. Còn vui như ngày xưa, lâu rồi mà anh chưa về thăm. Cô em gái nhỏ của ngày nào năm nay sắp sửa để vào đời, bây giờ đang tập làm thơ. Ngày xưa mà em còn nhớ, gần anh có hỏi em rằng chừng nào em lớn như anh, đường tình em sẽ thương ai. Bây giờ thì em cao. Ok chưa anh em? Bát căng mít dày, nói chung con này thì miễn chê anh em nhé. Giá hiện tại mình để cho anh em là 5.800.000 cho mã này với anh em. Rồi, video ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình. Và xin chào anh em.